Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Thì mình lại tiếp tục có một clip gọi là khui hàng cho anh em xem. Thì hôm nay mình cũng có khá nhiều hàng ngon đấy. Nói chung có hàng ngon chứ không nhiều. Thì để không mất thời gian mọi người thì mình sẽ khui luôn nhé. Đầu tiên mình khui những cái bọc rẻ trước cho anh em xem. Đây, biết là những cái bọc nào rẻ mình nhìn thì biết rồi. Bởi vì nó kem rồi. Đây là cái thùng dây treo. Giờ là mình khui vội quá là nó hay bị rách mất hàng. Giờ phải khui cẩn thận. Bao này thì nó là 1.000 dây treo kim tuyến màu thật. Đây, nó không có gì cả, 1.000 dây treo màu này. Tại vì gần Tết rồi nhà mình có các mối, mình hay bán cái này. Đó, ngoài sáng này bán những cái đồ này gần Tết bán cũng dễ bán hơn. Hai túi là 1.000, 1.000 dây. Để sang cái này nhé. Đã khui dây treo thì khui luôn này. Bên này mình có một bao cũng là dây treo. Bên này nhiều hơn này, cùng loại đó luôn mọi người nha. Bên này là 2.000 dây. Đây mình thử bỏ một sợi cho anh em xem dây của nó như thế này. Đây là anh em treo sáo cũng rất là đẹp. Thì đây thôi không có gì đâu, nó là 2.000 dây. Tất cả cái bao này là 2.000 dây. Đúng. 2.000, 4.000, 6.000. Tất cả cả bao này và chỗ này là 6.000 này. Mình mới về 6.000 dây. Đếm nhầm. Rồi, qua dây treo đi. Qua loại dây treo đó mình lại đến lại dây treo khác. Trước mình khui cái này rồi. Đây là dây treo trần tỉnh. Chỗ này của mình là bao nhiêu nhỉ? Chỗ này hình như là 600 hay sao? 600 hay 1.000 dây mình không nhớ lắm. Nhưng mà khá là nhiều. Nó hơi sáng. Đây, dây trần tỉnh này. Bóc cho anh em xem. Đây này mình cũng đa phần là đồ xỉ. Đó, một phần bán lẻ cũng theo sao. Rất đẹp chưa nhỉ? Rồi. Thì cũng không có gì đâu, còn dây treo thôi. Tiếp tục, mình sẽ khui ra một vùng khác nữa. Đây là dây treo thôi. Mình định đổ ra nhưng mà đổ ra thì rộng mệt lắm. Tiếp tục một thùng hàng. Đây là cái thùng TT03. Lần này mình nhập ít vì hết vốn rồi, hết tiền rồi. Lần này là 30 cây. Cái này về được gần một tuần rồi nhưng hôm nay mình mới khui. Cái này mình đã rút ra mình gửi một cây rồi. TT03 bây giờ là của Cifem sản xuất nhé, không phải của Phi Duyển đấy đâu. Càng xúc tốt hơn. Ba cái đồng xo. Loại này thì nổi tiếng mà xúc tốt. Xúc già cứng. Đó, cái đồng xo này. Phụ kiện.
Cái màng này của nó rất ngon nhưng màng này giá là ít. Giờ mình sẽ sâu một vài cái đô cho anh em xem nhé. Rồi cái đô nhà mình hết hàng lâu rồi. Đô. Đấy nhá, 30 cây này. Bỏ qua loại này luôn. Mình có hàng xịn hơn cho anh em xem. Đây. Tiếp tiên 03 về rồi nhá, đủ hàng mọi người nhá. 980. Đặt vào ra. Một kiện. Thùng hàng này là thùng hàng cũng khá là chất lượng. Thùng này của mô tông nhá. Với phụ kiện này, cái phụ kiện này mình lại để dùng cho dòng sáo rẻ thôi. Họ tặng phụ kiện này nhưng mình sẽ tặng anh em phụ kiện khác xịn hơn. Phụ kiện này phụ kiện nó cũng hơi rẻ bởi cái màng này màng không ngon lắm. Đây là sáo D21 cấp kép mẫu mới mà lô trước mình về cũng một thùng nhưng mà ít hơn như này. Mình chưa hề làm video review hay test nhưng mà bán hết luôn rồi. Mình chưa làm video test hay review nhưng mà đã bán hết rồi nhá. Thế là mình nhập lô mới này. Mong là lần này mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình làm video review lại mới cho anh em xem. Mình đã chụp ảnh rồi nhưng chưa có video. Đây là một mẫu mới. Thương hiệu Mutong nhá. Đầu sừng này. Bỏ cái la nhìn cho nó bực. La son này. Sáo chưa làm video đã bán hết. Nói chung là chất lượng nó khá là ngon trong cái tầm giá này. 650.000 thì anh em nói chung học sinh thì tích tiền này nửa tháng là cũng mua được thôi. Tích tiền ăn sáng. Rồi đây. Chi tiết đây. Đây là mốt gốc kép mẫu mới. Đầu sừng này. Của Mutong. Nhìn khá là ưng nhá. Âm thanh thì cũng nếu trong tầm giá như thế này thì quá ngon. Trong tầm giá nữa. Mình sẽ làm một cái clip nó chi tiết hơn về sản phẩm. Thì lô này của mình chỗ này là mình không nhớ bao nhiêu cây, 40-50 cây. Nói chung hàng bán tốt mình nhập nhiều hơn. Đấy nhá, D21 là không kém. Không còn gì đây nhỉ. Hình như hết rồi. Mình cũng mới về mới về kho hình như là cũng khoảng 20 triệu tiền trúc tím ấy. Thế đâu? Đúng rồi, 20 mấy triệu tiền trúc tím. Cả gốc và không gốc. Nhưng mà chắc ngày mai thì kho ship về cho mình. Tiếp theo là của Linh Jin nhé. Trong này có Linh Jin Long Phụng. Và cái Linh Jin trơn mình chưa đặt tên bởi vì mình không kinh doanh, mình không đặt tên cho nó. Mình lấy 2 cây, có thể là mình để chơi một cây son. Này Linh Jin này về rất là ít thôi. Bởi vì mình có đủ sản phẩm rồi. Kho thì mình còn nhiều lắm. Kho còn nhiều là... Đó. Thế là nếu còn nhiều thì mình mỗi lần mình nhập về là tương đối thôi. Nhập nhiều quá là tích kho nhiều. Với lại kênh YouTube mình mất. Hiện tại là mình sẽ đẩy sản phẩm hơi chậm. Anh em nào mới xem video này của mình mà chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh cho mình nha. Hàng về mình lại khui cho anh em xem. Đây. Không có đây cho tiện anh em tiện xem. Mình thiếu hàng của mình rồi. Khả năng là thiếu này. Đấy, chia làm 2 kiện rồi. Rồi xem nó về những cái gì nhé. Mình coi video này không sợ những hàng thiếu mình sẽ thiếu lại mà. 3 cây 3 quyển. Một kiện này. Cây này các cây trơn này, cây này chắc giống cây anh Lượng ở Bắc Giang trước mình gửi. Một cặp là 3 triệu, thì một cây là 1 triệu rưỡi đấy. Cây này mình thấy là khá là ngon, cái lô đấy ngon, lô này thì không biết như thế nào, phải hên xui nhé. Ủa, cây này là cây, mình lấy loại có hộp đầu,
chơi cái nhựa hôm trước không được rồi. Thoạt nhìn nó khá là hơi cũ. Một son trầm. Mình tính lấy một cái son để chơi mà. Không biết là cây này có... Nhìn nó tựa TT03 này. Nhìn tựa kia là TT03 này. Không khác nhau là mấy mọi người nhé. Cây của Linh Jin 1,5 triệu này. Tựa TT03 luôn đấy. Mình thấy không khác nhau nhiều và thậm chí TT03 của Xin Khang trước nó còn nặng hơn nhé. Nhưng mà đó là chỉ ngoại hình thôi, còn âm thanh thì chưa biết thế nào mọi người nhé. Âm thanh thì phải test thôi. Linh Jin nhé. Rồi tiếp theo là hai cây, mình đoán không nhầm là hai cây Linh Jin Long Phụng. Đó, mà tôi nghe nó biết rồi đúng không? Còn hàng quen thôi, hôm nay có ít hàng lạ nhưng cái này rất là lạ. Cái này mới về một lần, hôm nay lần hai. Cái đuôi nào khá là ẩu. Cái đuôi nào ẩu ấy nhỉ. Rồi, tiếp theo cái Long Phụng nha. Long Phụng thì mình hết còn một cái Đông Đô. Và hôm nay là ngày 2 tháng 10 thì về thêm một cái tông la này. Đây là một cái tông son nữa thì vậy. Nên em nhìn này. Thấy nhé, thương nhé. Để mình đặt đây này. Mình phui nốt cái này cho mình quay chi tiết anh em xem. Hình như đây cũng là một cái tông la tiếp. Ngon đấy. Ngon nhưng mà cái sừng nào cũng ẩu, cái đuôi nào cũng ẩu. Tiếp một cái Long Phụng này. Để mình quay chi tiết cho người xem nhé. Thôi tổng quan lại hàng hôm nay rồi mọi người. Tổng quan lại. Mình 2 phút rồi cơ. Thì hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 thì mình có về dây treo này. Dây treo thì 6.000 dây đấy. Mình lấy về để bán Tết này. Tiếp theo là cái TT03. TT03 đây. Mình về 30 cây. Nhưng TT03 thì anh em mua nhà mình vẫn mua rất là đều. Ok này bạc này. Bởi vì cái hàng này rất là ngon. Hàng nào ngon thì mình giới thiệu đánh mạnh mà. Đó, TT03 nhé, về 30 cây. Tiếp theo là DJD21 của Mutong. Hàng này thì rẻ hơn này. D21 về khá nhiều đây. Đó. Và tiếp theo nữa là một cái cây của Linh Jin. Cây này thì cũng chưa ai đặt. Mình lấy về mình thử thôi. Công son nhé. Công son trơn luôn. Cây giá bán lẻ 1,5 triệu này. Và tiếp theo là hai cây Long Phụng. Mình đặt nhiều. Mình đặt 4-5 cây ấy, nhưng mà nó về có 2 cây. Chắc là về đâu sau, 2 cây Long Phụng, Long La. Cây này 3,7 triệu một cây nhé. Cây này được âm thanh lẫn hình thức. Nói chung là hàng đẳng cấp. Cái này thì mình cũng không chơi. Thì mình chơi những cây nó rẻ hơn một chút. Cây này dành cho anh em có điều kiện hơn. Rồi, hình như là thế là đủ hết rồi. Với lại một thùng, quên. Một thùng dây Trần Tình, dây này thì nhà mình vẫn còn 600-700 dây cơ. Dây Trần Tình rất là đẹp. Dây treo 6 của bà luôn. Rồi ok anh em nhé, hôm nay hàng họ mình chỉ có thế thôi. Hôm qua bỏ quay cho anh em khoảng 5 phút, nhưng mà hôm nay lên đến 10 phút rồi, 10 mấy phút rồi. Còn đây kho hàng mình đây. Hàng rất là nhiều. Đó. Trong kia nữa. Trong này rất nhiều bao da này. À quên mất, mình tiện đây mình thanh lý cái Ocarina cho thằng em nhé. Anh em nào có nhu cầu lấy Ocarina thì lấy luôn này. Link mình để trên Shopee ấy. Xin chào anh em nhé, cảm ơn anh em.